Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế, ngày 7 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngành y tế Vĩnh Long đã có những bước chuẩn bị chu đáo để chiến dịch tiêm vaccine diễn ra được đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, hướng tới thực hiện tiêm chủng toàn dân. 5.600 liều vaccine sẽ được phân bổ tiêm phòng ở 10 điểm tiêm cố định trên địa bàn tỉnh, gồm Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, 8 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố. Nhóm đối tượng ưu tiên cho tiêm phòng là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, huyện, xã. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, sẽ có 641 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm phòng cho lực lượng tuyến đầu và Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại huyện, xã, thị trấn trên địa bàn. Thì đối với đơn vị Trung tâm Y tế Mang Thít thì chúng tôi được cấp trên phân bổ đợt này là đối với nhóm 1 theo nghị quyết 21 thì chúng ta được phân bổ là 641 đối tượng. Thì chúng tôi cơ bản đã lập danh sách rồi trình về Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt. Và thứ hai thì đối với công tác chuyên môn thì chúng tôi tổ chức tập huấn ở tuyến trên về xây dựng kế hoạch và triển khai cho các bộ phận có liên quan về thực hiện cái công tác khám đúng theo quy định của trên. Thứ nhất là công tác tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ vaccine. Thứ hai là cái công tác sàng lọc chung thì cũng báo cáo. Thì trong cái quá trình chúng ta thực hiện công tác tiêm ngừa COVID này thì chúng ta cũng lồng ghép vào cái công tác phòng chống dịch bệnh chung, cũng như là đặc biệt là quan tâm đến công tác phòng chống COVID. Để công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 được diễn ra an toàn và hiệu quả, Sở Y tế Vĩnh Long đã thành lập nhiều đoàn đến kiểm tra, khảo sát tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai thực hiện tiêm chủng theo quy định. Chúng tôi chuẩn bị các cái cơ sở y tế để thực hiện cái công việc tiêm chủng. Thì bên cạnh cái việc là đưa ra những cái quy trình, những cái bản kiểm để giám sát, thì chúng tôi đi thực tế ở các cái đơn vị xem cái quá trình mà các đơn vị đã chuẩn bị và thực hiện cũng như là triển khai rồi giám sát sau tiêm chủng như thế nào. Vấn đề mà vận chuyển vaccine, rồi bảo quản vaccine, rồi phân bố vaccine, rồi những cái đối tượng tiêm chủng sẽ được mời tiêm chủng và sẽ được sàng lọc khai báo y tế, sàng lọc sức khỏe để đủ cái điều kiện tiêm chủng, rồi cái quá trình thực hiện tiêm, nghỉ theo dõi sau tiêm, những cái phản ứng sau tiêm, rồi đồng thời là chúng tôi cũng thực hiện các cái bước như là chuẩn bị cho tuyên truyền trong cộng đồng để hiểu được những cái lợi ích của việc tiêm chủng và những cái người tiêm chủng cần thực hiện những cái điều gì trước khi đi tiêm chủng, những cái thông tin mà cần cung cấp cho nhân viên y tế để sàng lọc làm sao để cái đối tượng này được tiêm một cách hiệu quả nhất. Qua cái kiểm tra thực tế ở các cái cơ sở cũng như là qua những cái bản kiểm mà chúng tôi gửi trước cho các cái cơ sở để tự đánh giá, rồi sau đó thì chúng tôi đi thực tế để các cái đơn vị, thì chúng tôi thấy hầu như là các cái đơn vị đều có những cái bước chuẩn bị rất là cụ thể, và về mặt nhân lực, về mặt trang thiết bị, về mặt tổ chức phòng ốc, rồi bố trí một cái cơ sở tiêm chủng như thế nào, cũng như xử lý những cái rác thải sau tiêm, rồi xử lý những cái phản ứng sau tiêm, cũng như những cái công tác truyền thông, thì các cái đơn vị cũng chuẩn bị rất là chu đáo. Theo kế hoạch, việc tiêm phòng COVID-19 đợt 1 cho lực lượng tuyến đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long dự kiến từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2021.